Ở đây thì đây là cái giao diện chính của cái ví VNPay ha, thì mình chọn là tiếng Việt. Đây, tại vì cũng như những cái app khác thì quảng cáo ở đầu á, những cái chức năng hay ho của nó, quản lý dễ dàng, tiện ích nè, bảo mật, có thể cái này có bảo mật cả vân tay nữa, chúng ta có thể dùng bảo mật vân tay để thay cho mật khẩu khi chúng ta truy cập, nó sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn. Tiếp tục thì các bạn nhập số điện thoại của mọi người vào nha. Ok, nhập vô mật khẩu mình sẽ nhập là cái này mình chưa đăng ký, mình sẽ bấm đăng ký nha mọi người, để mình quên. Sau khi các bạn nhập số điện thoại cũng như là đăng ký đăng nhập thành công thì cái này nó rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần số điện thoại là các bạn có thể đăng ký thành công rồi. Và đây là cái giao diện chính của nó. Ở đây thì chúng ta thấy là cái giao diện nó bị che cái số tiền chúng ta rồi đó, thì các bạn thấy không, ở trên nó bấm vào con mắt để chúng ta hiện tiền đó. Hiện tại của mình là 0 đồng nên không hiện gì cả đó, nó hiện 0 đồng thì các bạn có thể che. Cái này là nó khá là tiện trong những cái app gần đây thì họ bổ sung cái tính năng này rất là hay. Vì đôi khi chúng ta mở điện thoại xung quanh á, thì chúng ta muốn sử dụng cái ví nhưng mà chúng ta không muốn người bên cạnh chúng ta nhìn thấy cái số tiền thực sự trong tài khoản, thì đây là một cái rất là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là hay. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là đó có ví gia đình nè, có thể dùng chung nè, nạp tiền vào ví. Thì mình sẽ thử nhấn nạp tiền vào ví xem nào. Nạp tiền vào ví thì khi các bạn đăng ký tài khoản, các bạn bấm nạp tiền vào ví thì nó cần xác minh một cái nữa, đó là xác minh cái kiểu là xác minh nâng cao nữa, thì chúng ta cần có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân để chúng ta đăng ký. Rồi, đảm bảo camera hoạt động không bị mùi và không bị mờ các kiểu đó, hiểu ha. Đó thì chúng ta chỉ đưa chứng minh vào, chúng ta bấm bật mặt hai cái thì mình sẽ dùng chứng minh của mình. Ở đây chứng minh mình chụp đây, chụp thì càng rõ càng tốt nha mọi người. Đây. Đó. Không đeo kính và để xác nhận gương mặt nữa, bắt đầu chụp. Vui lòng cười, vui lòng quay mặt sang phải, vui lòng nhìn thẳng. Ok, khi mà nó đã xác nhận gương mặt á, thì mình cứ bấm tiếp tục ha. Ok, đó, cái này nó khá là hay, thì nó dùng AI nó đọc cái chứng minh chúng ta, thì khi mà mình chụp chứng minh đó thì nó sẽ đọc và nó sẽ điền tất cả những cái thông tin đúng như chứng minh chúng ta không được điền, tránh cái trường hợp thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là chúng ta điền có thể sai thì rất là phiền đó. Thì cái này là cái này hay quá, nó quét cả địa chỉ, nó quét hết tất tần tật luôn đó, cả xe tiền công an tiền Giang nó cũng điền thẳng cho mình luôn, rất là hay luôn. Cái ứng dụng này, những cái ứng dụng này nó sử dụng AI mình rất là thích, vì nó tiết kiệm thời gian của mình rất là nhiều trong cái phần đăng ký. Các bạn điền hết thông tin cái đống này cũng khá là phiền. Và tiếp tục đó là cái phần liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì các bạn có tài khoản ngân hàng nào thì các bạn liên kết vào, thì khi các bạn liên kết thành công thì các bạn có thể dùng cái tài khoản ngân hàng đó, các bạn nạp tiền trực tiếp vào VNPay này đó. Thì vì sao chúng ta phải liên kết như vậy mà chúng ta không quét mã thẳng ở trong những cái ứng dụng của những cái ngân hàng này? Thì có một lý do, đó là khi các bạn dùng, các bạn chuyển tiền từ những ngân hàng vào cái ví VNPay này, khi các bạn thanh toán thì sẽ được giảm phần trăm, đơn giản vậy thôi đó. Nó sẽ giảm phần trăm nhiều hơn, thí dụ cái kia 5% thì các bạn chuyển qua đây thì các bạn sẽ được giảm 10% đó, thì nó như vậy. Đây thì cái này khoan, mình khoan liên kết nha, mình sẽ giới thiệu các bạn sơ cái này. Đây thì ở đây nó khá là nhiều cái, như đóng tiền, để coi có một khuyến mãi không nha.
QR của tôi nè. Đó thì các bạn có thể dùng cái mã QR này để các bạn chuyển tiền, nhận tiền. Đây, đây. Với cái mã QR này các bạn có thể chuyển tiền ha. Thì các bạn có thể chuyển thử cho mình cũng được. Đó, các bạn cứ quét cái mã này là có thể chuyển được thôi. Đây nè. Và cái phần này á, có cái phần đó là ở trên chúng ta thấy là có cái banner á, thì cái đây là quảng cáo và những khuyến mãi. Và phía góc này chúng ta có cái phần quà của tôi. Mình sẽ vào phần quà của tôi ha. Hiện tại là mình chưa có quà gì cả. Đây, mình nhưng mà có cái phần mà mã QR giảm giá, thì đây có khá là nhiều cái QR giảm giá, giảm tới ra 100k khi thanh toán nè. Đó, thanh toán ở FamilyMart nè. Đó thì nó giảm 20k cho đơn từ 30k, thì đây là một cái mức giảm khá là sâu, mà mình nghĩ là trong khoảng thời gian sau này thì nó sẽ còn có. Nhưng nên mình nhắc mọi người là hãy đăng ký sớm. Khi các bạn coi video này thì các bạn đăng ký sớm nha, mình để link đăng ký ở phần mô tả, các bạn click vào đó và các bạn đăng ký ngay thì sẽ nhận được ưu đãi nhiều hơn. Thì càng sau này thì nó cái này nó càng nhân rộng ra và nhiều người sử dụng thì nó sẽ được khuyến mãi lại, thì các bạn nên lưu ý điều đó. Đây có rất nhiều nè, của 7-Eleven nè, đó đa số là những cái siêu thị, những cái cửa hàng mini á, nó khuyến mãi rất là sâu luôn, giảm 20k cho đơn 30k là các bạn biết là giảm mạnh đến cỡ nào. Ở VTV Cap nè, VN Shop 100.000, đây rất là nhiều cái giảm. Cái này là giảm cái gì, để mình xem cái đầu tiên là giảm cái gì nha. Giảm 100k khi thanh toán, đúng, giảm 10% tối đa 100k khi thanh toán bằng VN Pay QR bằng ví VN Pay khi thanh toán online trên website hả? Cái này cũng không biết nữa. Này không có thanh toán điện nước ổn quá nha. Tại cửa hàng Thế Giới Di Động hả? À không có thanh toán điện nước, hay phí thì điện nước người ta hay sử dụng mà nó không có khuyến mãi. Đó. Đây. Đây mình phải vào cái phòng mua sắm thử nha. Để thông báo nè. Đây, khi mở ví nạp ngay đó thì những cái thông báo khuyến mãi này kia thì nó sẽ cập nhật ở đây các bạn. Hàng ngàn các bạn vào check nha. Tìm được những cái khuyến mãi nào ngon bổ rẻ nhất mà sử dụng nha. Đây, và đây phần mua sắm nè. Mua sắm thì mình ở miền Nam thì mình chọn miền Nam, chọn đúng vùng miền nha mọi người. Cái này mình nghĩ là chọn khác vùng miền thì vẫn có thể mua được, tuy thì có thể là nó sẽ khó hơn. Ồ này nó hơi chậm nha, xin lỗi mọi người, bấm nhầm rồi. Mua sắm. Các bạn đợi nó load chút nha. Đây thì ở đây có khá là nhiều cái như là sale hoàn hảo 50% nè, ngày hội Gold Sun nè, săn sale các kiểu nè, giảm tới 42% ở phong vũ ha. Được rất là nhiều cái các bạn có thể săn sale ở trên này. Sữa nè, các kiểu bánh choco pie đó, thì bấm vào thử sale hoàn hảo lên đó thế nào ha. Đây đó, flash sale, khung giờ flash sale deal là 10k nè. Rất nhiều cái, các bạn thấy canh những cái thời điểm này các bạn vào các bạn mua sắm. Đó, nhạc phong vũ giảm 7% tối đa 500k một lượt một khách nè. Đó, mua CPU, mua card nè, mua PS5 nè. Đó, rất là nhiều khuyến mãi hay ho. Các bạn có thể tìm hiểu từ từ trong cái ứng dụng nha. Đa số những ứng dụng này mới thì các bạn nên chịu khó bỏ thời gian các bạn tìm hiểu, thì rất nhiều sale ở trong này. Đó, thì đây, video hướng dẫn sơ của mình về cái ví VN Pay này đến đây kết thúc nha. Cái ví này mình thấy là khá là trực quan và nhìn nó khá là dễ sử dụng so với những cái app khác. Các bạn có thể đăng ký thử để săn những cái sale có trên cái ứng dụng hiện tại này ha. Ok, video đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Bye.